Anh em ơi, anh em nào thích đời cao anh em alo cho Trần Anh Auto Avel 2017 anh em, full đồ chơi luôn. Đây, đèn chiếu đèn lý hết toàn bộ nè. Được cái đời cao anh em nha. 2017 bản AT số tự động 1.4. Em đang chạy đâu đó loanh quanh 7-8 lít xăng cho anh em. Được cái đồ đẹp lành, dễ thay dễ sửa. Một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Khá là nổi tiếng anh em nha. Đời 27 đời cao sẽ đi đôi với tích hợp là kẹn đuôi ké nè. Kẹn đuôi ké theo xe nè, kết hợp đèn thắng nè, chữ Chevrolet. Đây bà con. Đẹp không? Bản LTZ bản đủ luôn nhé. Dấu thập, đèn đuốc có sáng trưng. Kết hợp chủ nhà cũng đã lên lipo 49E56792 chính chủ. Mới ủy quyền tập đầu tiên cho Trần Anh Auto thôi. Nói chung sơn si chạy qua thời gian như là kẹn sau có sơn dập nè, dàn kẹn trước có sơn dập nè. Đó là báo luôn nha anh em. Với lại xe ra Trần Anh về, Trần Anh dọn làm đẹp hết toàn bộ cho anh em rồi. Anh em lấy mẫu này về đi gia đình là tuyệt vời anh em. 5 chỗ ngồi rộng rãi. Được cái đời keo 27 đăng kiểm 1,5 năm cho anh em nha anh em. Đây nội thất ở trong nè. Nguyên si em này là ghế nỉ hết toàn bộ nè. Chốt cửa nè, 7 màu nè anh chị nhìn nè. Đó, chốt đẹp không? Chốt 7 màu lục giác nguyên si của hãng hết. Tắp bi tắp lô đẹp. Xe sạch sẽ nha. Keo chỉ rin 100% luôn. Hai cặp vỏ đầu chủ nhà thay mới 100%, hai cặp vỏ sau đâu đó còn được ở tầm 70 đến 75%. Gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Anh em nhìn gầm nè. Đó, gầm đẹp không? Option ở trong đây. Hệ thống mở cốp điện, cái thứ nhất, lóc kính, bốn cánh chính điện hết, keo chỉ 100% nguyên chất con bò cười. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống gương cụp mở nè. Đấy, được chưa? Hệ thống gương chỉnh điện nè. Vô lăng đẹp nè. Vô lăng là không bao giờ có một tí gọi là tì vết, chầy xước trên vô lăng. Anh chị thấy vô lăng đẹp không? Trang bị là túi khí bên phụ bên tài, đầy đủ các tính năng rồi. Đi được 127.000. 127.000 chuẩn đồng hồ nha cô chú anh chị. Cái xe mà người ta chạy ít đó, là anh em vặn cái này nè. Anh em nghe nó kè kè không? Đó là những cái nút vặn bánh răng nó còn như thế này. Còn xe nhiều người ta vặn nhiều là nó mòn hết. Anh chị nha, nè, vẫn còn nè. Rất là khít, rất là chắc chắn luôn. Cửa gió chỉnh 360 độ cho anh em nè. Đó, anh em thấy cửa gió chỉnh 360 độ không? Muốn chỉnh lên phải trái thế này cũng được hết anh em. Tắp lô tắp bi đẹp nha. Đó, full hết đồ chơi rồi. Đèn đuốc có sáng trưng rồi. Đây bên đây chúng ta sẽ có hai cấp chế độ chạy nè. Chế độ D nè, chế độ 2 nè, chế độ 1 nè. Chế độ hot là chế độ này là hỗ trợ dốc cho anh em nha. Đó, crew có một chế độ này. Còn cái đèn check in này đừng quan tâm, nó là cảm biến oxy đó. Cái này cho anh cắt phát là hết luôn à. Máy lạnh nè, mở phát lạnh ngắt. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục khoan động cơ máy nha. Để xem em này máy như thế nào. Đèn đuốc có sáng trưng à. Đó, xe chính chủ luôn anh em. Chốt nè, chốt 7 màu nè. Đây là từ những con tán bản lề là chưa có dấu hiệu là mở nè. Anh em thấy không? Nói chung mẫu này nói về sơn nha. Nói về sơn rin cho anh em nè. Đâu đó lanh quanh còn được ở tầm 60 đến 65% là chất sơn rin. Xe liền lẹt. Đây từ những mí nối của mí đèn nè. Anh chị nè, liền không? Không có dấu hiệu là vên véo ở trên chất xe đâu. Đây là cục máy nè. Nhớt mới IC tay mới. Hệ thống cúp B của em nó là chưa mở. Máy móc thay mặt nắp ron kem cò. Chạy đời này thời gian nó ngấm nhớt là người ta thay mặt nắp ron kem cò là bình thường. Còn ngoài ra máy số rin hết toàn bộ. Được chưa anh em? Đây là hộp số của em nó đó. Anh chị thấy hộp số không? Đó, hộp số nguyên bản của em Avel chưa có dấu hiệu làm nha. Đi đâu chúng ta sẽ có hệ thống ABS chống bó cung phanh, ốc tán vấn son 7 màu, ổ ga nguyên bản con sò, nguyên si hết nha bà con. Nó liền lẹt sạch sẽ nha, không có đâm va và lỗi lầm. Xe này đi đôi hệ thống đèn rin, xương đầu là theo xe hệ thống dầu trợ lực. Bên đây chúng ta có khay hâm nhớt hộp số nè. Chạy cỡ này tầm 150-200 ngàn thay nhớt hộp số một lần. Và cái bên này anh em đi cỡ tầm 4-5 ngàn thay nhớt chùm cho Trần Anh một lần. Em đang là máy số là bao rin, keo đỏ cũng hộp số nó còn nguyên si như thế này, chưa có mở. Hai bên kèo cột sạch sẽ và liền lắm. Được cho anh em. Keo chỉ nó carbon rin tuyệt đối 100% luôn. Đây, tán nó carbon chưa mở nè. Trần Anh đang bán mức giá là 225 triệu mẫu này. Xe đẹp không cứng không lỗi, máy rin số rin nha anh em.
nè, tán nó có bô nè, chưa mở nè, tem nó còn theo xe như thế này. Cái thứ ba là phần nỉ cách nhiệt ở trong là không có dấu hiệu rách rưới nha bà con. Đây là hệ thống cảm biến khí thải nè. Nè, đây là hệ thống cảm biến oxy này của em, nó đang hoạt động hết, được chưa? À, cục máy ở trong là khô ráo lắm. Đây là cảm biến oxy phía dưới nè, ngay cái đầu vô là cảm biến khí thải nha. Chúng ta sẽ chia ra và phải nhận biết nha, cảm biến oxy nè, ở dưới là cảm biến khí thải nha. Đó, em này xài có mấy con cảm biến à, cảm biến oxy nè, cảm biến khí thải nè, cảm biến xăng nè, cảm biến hộp số nè. Hàng đẹp, máy móc bao rim. Đó vậy thôi, mua mẫu này về đi gia đình thì ok anh em. Đời cao mấy thoáng, 225 triệu anh em mua thì anh sẽ bớt cho 5 triệu còn 220, được chưa? Sở hữu ngay mẫu Avel 2017 bên Trần Anh rồi. Xe chính chủ nha, mới quyền tập đầu tiên thôi. Đinh bấm đẹp nè, keo chỉ nguyên bản 100% hết. Đây là cái cốp nè anh chị, nguyên xi mới tinh, không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần cốp nha anh em. Xin lỗi anh em, một ngày Trần Anh tiếp chắc phải 2 đến 300 cuộc gọi là có. Sáng giờ khách gọi Trần Anh cháy máy. Đây bà con, chắc phải kiếm thêm một cộng tác viên nghe điện thoại á. Gầm bè ở dưới nè. Đây anh em, gầm bè đẹp không? Gầm bè là sáng trưng nè, không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần gầm nè. Anh em thấy xe như thế nào? Đó, 27 đời cao nha anh em. Anh em quan tâm mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Auto. Nhiều khi mình kiếm thêm một người nghe điện thoại á, nhưng mà người ta không có rành về cái xe cho nên người ta tư vấn cho khách hàng nó sẽ sai. Còn Trần Anh á, Trần Anh đã rành xe rồi, Trần Anh tư vấn cho khách hàng thì ok. Nhưng mà mệt quá anh em à, mệt lắm. Việc Trần Anh còn nhiều hơn tổng thống. Một ngày anh em cứ nghĩ đi, 100 mấy chục cuộc gọi, gọi liên tục, sáng đêm hôm, nào là chuyển khoản, nào là lấy xe, nào là coi xe, nào là chốt cọc các kiểu, thì anh em nghĩ như thế nào? Quá mệt đúng không? Rồi chào anh em nha.